mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Thì mọi người ơi, hôm nay Quỳnh có mua được là 2kg cái chân gà rút xương, và hôm nay thì Quỳnh sẽ dùng cái chân gà rút xương này để mà Quỳnh ủ muối ăn thử nha. Thì ở bên Việt Nam thì Quỳnh biết là mọi người hay ủ là gà ủ muối, nhưng mà cái thời gian ủ thì nó rất là lâu á. Còn hôm nay thì mình dùng làm thử chân gà rút xương mình ủ muối thì nó sẽ rất là nhanh gọn lẹ luôn. Và bây giờ mời mọi người cùng xem hết cái video chân gà ủ muối của Quỳnh nha. Cái cách làm thì rất là đơn giản và rất là ngon nha mọi người. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ bắt đầu Quỳnh làm cái nước để mà Quỳnh ủ gà nha. Ở đây thì Quỳnh chuẩn bị là 2 lít nước. Quỳnh cho vào đây là 2 muỗng cà phê bột nghệ, 2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Mình không ăn bột ngọt, không bỏ vào cũng được nha. 4 muỗng cà phê bột nêm, 4 muỗng cà phê muối, 50g đường phèn, một ít là rượu nấu ăn hay còn gọi là rượu sake để cho nó thơm cái chân gà. Rồi mình sẽ quậy đều cái phần hỗn hợp này lên. Rồi mình sẽ cho tiếp vào đây là một ít là tỏi nè, một ít hành tím nè, hành quế mình bẻ ra, 2 cái thảo quả, khoảng 4 đến 5 tay hồi, 3 cây sả, gừng sắc lát, 2 cái củ hành tây thì mình cắt đôi ra. Quỳnh cho hết cái phần hỗn hợp mới pha trộn vào bên trong cái nồi luôn. Cái phần chân gà này của Quỳnh á, là trước khi mà Quỳnh ngâm như vậy á, là Quỳnh đã đem ra rồi Quỳnh rửa sơ với muối, rượu, gừng rồi nha mọi người, để khô và ráo nha. Rồi sau cùng Quỳnh sẽ cho thêm là vài cái lá chanh lên. Lá chanh hôm nay Quỳnh hái ở nhà Quỳnh hay còn gọi là lá chanh số 8 nè mọi người. Cái lá này hay gọi là lá chúc, nó rất là thơm nha. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ đậy lại và Quỳnh ủ nó nha. Nếu mà bạn nào mà có thời gian á thì mình sẽ làm cái này trước, mình ủ nó qua đêm để cho nó thấm hơn. Còn nếu bạn nào không có thời gian á, mình có thể ủ được từ 1 đến 3 tiếng là mình có thể đem ra mình nấu cái món này là mình ăn được rồi nha. Thì mọi người ơi, sau khi mà nãy giờ Quỳnh ngâm cái chân gà này ở trong cái nước mà Quỳnh pha, thì bây giờ cái chân gà này nó thấm cái màu cũng như là nó thấm cái gia vị rồi. Ở ngoài thì nhìn cái màu nó tươi hơn nha, tại vì ở trong đây ánh đèn nó ấy quá chi cho nên nhìn cái màu nó hơi lợt á. Bây giờ thì Quỳnh sẽ bắt đầu Quỳnh nấu luôn. Thì đây mọi người ơi, nãy giờ Quỳnh để là lửa nó sôi á, và nó sôi như vậy nè, nãy giờ Quỳnh để là 20 phút nè. Bây giờ thì mở ra nó rất là thơm luôn, và chân gà thì bây giờ nó cũng đã rất là thấm rồi nè, và nó chín rồi. Quỳnh sẽ tắt lửa, Quỳnh vớt ra ăn luôn nha. Rồi Sa xin chào cô chú đi Sa. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú, xin chào Kim, xin chào. Ừ, hôm nay sẽ ăn gì? Ăn cẩn thận nha, đây mẹ kè xéo cái áo lên nha. Ăn cẩn thận nha. Tay xấu. Ăn không cẩn thận nó đổ, tại vì cái này nó nóng, hiểu không? Thì mọi người ơi, cái món ngày hôm nay Quỳnh cũng đã chia sẻ cho mọi người xong rồi. Trời ơi, cái món ngày hôm nay Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong rồi và nó rất là thơm, nó thơm lừng luôn mọi người. Và cái cách làm thì cũng rất ư là dễ luôn. Nếu như mình có thời gian á, mình hả để nó, mình ủ nó qua đêm thì cái gia vị nó sẽ thấm hơn nha. Và cái vị hồi nãy á, là Quỳnh cũng là hả thử sơ một miếng thì cái vị nó rất là vừa và nó không hề bị mặn nha mọi người. Và ở đây thì Quỳnh có chuẩn bị thêm là một cái chén, gọi là chén muối ớt chanh. Muối ớt chanh với lại là mù tạt thì Quỳnh mua thôi, còn mọi người muốn chấm chung với muối ớt chanh cũng được nha. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Rồi mình sẽ thử nha mọi người ơi. Nó thơm, đúng là bỏ qua hồi quế thảo quả vô khi mà mình làm lên á, nhức cái nách cái món này mọi người. Bởi vì á, bây giờ mấy cái nước chấm người ta bán sẵn nhiều mọi người, mọi người ra mua nó nhanh hơn nha. Cái nước chấm này nó cũng đơn giản, ai cũng biết làm mà mình không có chia sẻ nữa. Trời, nó ngon quá mọi người. Cái món ngày hôm nay phải nói là tràn ngập collagen nha mọi người. Bởi vì á, ở trong chân gà và ở trong cái giò heo á là collagen khủng khiếp mà. Nói chung mấy cái vị của nó thấm vô, nó rất là vừa nè, nó thơm được một cõi nè. Bởi vì rút xương cho nên mình ăn cũng nhanh nữa mà. Bạn nào mà chưa làm thử món này mình làm thử món này ăn nha.
Nếu mình làm gà ủ muối á thì mình ủ nguyên con gà luôn. Và cái gà ủ muối nó thì mình phải ủ qua nhiều tiếng nó mới thấm mà. Còn chiên gà này á, nếu mà có thời gian mình ủ một tiếng cũng được nha. Có 2 muỗng cà phê bột nghệ nè. Mà nó vàng khè ha. Sao ăn thử chân gà sao ngon? Cái này bên Việt Nam sao ăn rồi nè. Cái này bên Việt Nam sao ăn rồi nè. Cái đó là cái gì? Cái chân con gà. Ngon lắm. Ở bên Việt Nam bà ngoại đưa sang cái xong mà sao ăn á, nhớ không? Quên rồi. Không nhớ. Thì ăn lại thử nhớ. Ở đây Quỳnh có một ít kim chi nè. Ngon à. Cái này á mình dùng làm món ăn chơi, không á là mình có thể là mình ăn chung với là những cuộc họp mặt mà bạn bè. Mày cho miếng. Với lại á, có một số bạn sẽ hỏi Quỳnh, Quỳnh ơi cái này mình làm là không hết, mình có thể chuyển qua mình làm thành là chân gà xúc thái hay là chân gà ngâm sả tắc được không? Chân gà ngâm sả tắc thôi thì cái vị của nó chua chua ngọt ngọt nha mọi người. Còn cái của Quỳnh á là cái vị của nó đã có trong đây rồi, cái vị nó là cái vị nó hơi hơi mặn mặn nha, cho nên khi mà mình ngâm với chân ngâm xúc thái hay gì á thì cái độ chua nó cũng sẽ vô nha, nhưng mà vô không được bao nhiêu mà. Nhưng mà nếu mà mọi người ngâm bằng cái này á mình sẽ nghĩ nó nghe sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ chân gà khi mà mình ủ như vậy á, bây giờ mình cắn vô miếng nào mới nó mà ăn cái nào thấm cái đó, nó thơm khủng khiếp mà. Nó thơm khủng khiếp luôn mà. Quỳnh nói thật nha, Quỳnh đã từng ăn thử gà ủ muối về Việt Nam thì người ta bán sẵn rồi mua về ăn, cho nên khi đổ ra ăn hầu như là mình chỉ nghe được cái vị hơi mặn mặn thôi, còn cái mùi thơm mà để như vậy á thì hầu như Quỳnh không có nghe được cái mùi vậy. Hay tại ở nhà mình làm á, mình lấy ra liền á mà, dọn lên mâm mình ăn liền á, bữa giờ nghe mùi thơm. Còn chính người ta bán cho mình, người ta bảo quản, người ta bỏ vô bịch bịch rồi. Mà cái thời gian ta bảo quản thì nó cũng tốn ngày này qua ngày kia á. Cho nên khi mà mua về, cái mùi thơm nó đã giảm bớt rồi. Bỏ cái lá chút vô nó ngon, giả mà nó thơm. Cũng có lẽ là một phần hôm nay mình không bỏ lá chanh, mình bỏ lá trúc số 8 á. Cái lá trúc số 8 là cái lá mà người ta dùng để mà nấu đổ thái mà. Cái lá nó hầu như là chỉ lấy mùi ha, chứ lấy mùi là chính à. Hoặc là mọi người làm mà cái món gì có chân gà hoặc là gà mình cắt lá nó nhuyễn nhuyễn mình bỏ vô nó thơm, nó thơm dữ lắm. Nhưng mà cái cây đó mà Quỳnh trồng á mọi người, hầu như Quỳnh thấy chỉ có lá hình như nó không có trái hay sao mà nó không có ra trái chanh. Sao ăn thử miếng chân gà với mẹ? Không. Không, chê hết rồi. Bạn nào ở bên Việt Nam làm thử công thức của mình nha. Công thức rất là rõ ràng. Đảm bảo làm xong món này. Bye bye cô chú, bye bye chê bye bye.
Bao đảo làm xong món này là mẹ chồng khen liền nha. Trời nó nhanh ghê mọi người. Húp hết súp đi. Húp hết súp đi. Chưa gì mà. Chưa húp hết súp rồi đây vậy. Cái chân gà một người đó ăn mà cao lắm á, có chừng 20 cá mà. Nói chung ăn nhiều cũng ớn. Quỳnh mua hôm nay là người ta làm sẵn á, rút xương sẵn nè, nhưng mà có nhiều cái về á nó cũng bị còn sót xương mà. Cái tiêu mà hồi nãy mình bỏ vô, cái tiêu đúng nọc mà. Cái tiêu mà mình mua ở Nhật á, hầu như là nó không có được như của Việt Nam. Còn của Việt Nam á, đúng ngay cái chỗ mà người ta trồng tiêu á, bởi vì nó thơm mà cay mà. Vô gà siêu đậm đà. Lâu lâu á cái Quỳnh cắn nó lẫn thêm một ít là miếng gừng á, nó nhét vào trong đây mà. Đúng là dễ luôn, thấy không? Ăn vô đúng là đậm đà. Gà nó hợp gừng mà, đúng là đậm đà. Bởi vì thấy có món gà kho với gừng. Gà nó hợp gừng với là vịt nó hợp gừng. Hầu như ai cũng biết ở trong đây nhiều collagen nha mọi người. Nhưng mà đâu phải ngày nào cũng ăn cái món này đâu. Ăn hoài mỗi ngày ngán chết luôn á. Biết là mỗi ngày nếu mà mình ăn nó bổ sung collagen á, da mình đẹp ra nha mọi người. Nhưng mà nó thật, một ngày á mình không thể nào mà mình ăn hết đầy đủ chất mà. Bữa cơm ở Nhật á, mình nói thật là người Nhật á, người phụ nữ Nhật á, người ta nấu một bữa cơm á đầy đủ nha mọi người. Có thịt, cá, trứng, sữa nè. Nhưng mà cho dù có đủ đi nữa nó cũng vẫn phải thiếu một vài chất nè. Bởi vì đó là lý do tại sao mà người Nhật người ta hay uống thêm những cái thực phẩm chức năng khác mà. Để bổ sung á. No, mọi người. Cái video hôm nay Quỳnh làm ngắn gọn, chủ yếu là chia sẻ cách làm cho mọi người nha.
để mọi người có thêm một món ngon để mà mình đón Tết và cái Tết năm 2023 của gia đình mình nha. Ngon, bổ, rẻ, hợp túi tiền, ăn vô nhiều collagen đẹp da nữa nha. Hy vọng là mọi người ai cũng có thể làm thành công cái món mà mình chia sẻ nha. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Và ủng hộ luôn cả một cái trang của Quỳnh, đó là trang Quỳnh Trần GB sỉ lẻ nguồn hàng chính hãng Nhật Bản đó nha mọi người. Và luôn cả cái trang là Quỳnh Trần GB xuất khẩu và du học Nhật Bản nữa nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.